Chù cho nắng dữ trời, nắng sợ luôn á. Trời nắng này tự nhiên mua rau về làm gì? Nghĩ cái này mà rau, ông nhìn sao mà nó cái chỉ cạnh gì mà rau trời. Em là tưởng đậu bắp. Đậu bắp gì? Nhỏ nước mà đậu bắp gì? Tôm. Nhưng mà cái này không phải là của tôi. Anh cầm về nhà anh là của anh chứ của ai không, mà của tôi. Không phải là của tôi thật sự luôn. Tôm bự ghê không à, to lắm. Tôm to thì bá luôn á. Nè, hấp đi anh Khải. Tại nó không phải của tôi mà hấp gì được. Có nghĩa là tôm này không phải của tôi nhưng mà là của tôi. Không hiểu. Không hiểu à? Có nghĩa là cái bà chị ở hàng xóm á, bà nói là về nói ông Lộc á là tôm này nè, là về lấy sao mà lấy cái ngạch hết cho bà. Lấy cái ngạch thôi. Hiểu không? Lấy cái ngạch còn con tôm cho. Mà con tôm có cái ngạch là ngon nhất với lại bổ nhất, mà lấy cái ngạch còn con tôm dục chứ làm gì trời. Đúng không? Ý là bà lấy ngạch thôi đúng không? Tôm là bà cho đúng không? Bà cho nha, bà cho, bà nghĩa là em đem về kêu ông Lộc nó lấy cái ngạch cho giùm cho chị rồi, còn tôm là chị cho hai đứa em làm gì đó làm. Đúng chất đại gia, ăn còn ăn cái ngạch thôi. Ăn những cái mà người ta không thể tưởng tượng ra được. Ăn ngạch cái gì? Ừ. Giờ lấy ngạch tôm đúng không? Đúng rồi. Em vô thì mình cắt đầu đi, mình cắt đầu mình lấy. Mình làm mất con tôm, mất thẩm mỹ sao trời. Em lấy ngạch tôm ra mà con tôm vẫn còn y nguyên luôn, không đụng cái gì hết, không dùng dao kéo luôn. Ngạch nó nằm, nghe nói cái ngạch nó nằm ở trong cái bụng của nó mà. Bây giờ nha, ngạch nằm đây đúng không? Anh sẽ vuốt ngạch nó xuống dưới đây, đây nè. Nó bể ngạch thì đâu có được. Ông phải nói là cái ngạch phải còn nguyên chứ còn bể ra thì nó còn gì nữa đâu mà. Dù gì bà cũng nhét vô mồm mà, bà làm không, gì kỳ cục vậy ta. Bà chân với tinh hoàng. Bà về bà chân với tinh hoàng mới ăn Ngọc Kê. Tinh hoàng, bà nói tinh hoàng với bà Ngọc Kê. Ờ, tinh hoàng à. Mà cái đó là dùng cho chồng bà ăn chứ bà ăn cái gì của đó. Đúng, cho chồng bà ăn đó. Ngạch tôm mà chân với Ngọc Kê nữa thì ăn ai chịu nổi bà. Thì bởi bà mới ấy, còn cái tôm này là bà cho đó. Rồi ok à. Lấy ngạch ra đúng không? Đúng. Bây giờ em có một cách lấy ngạch tôm ra, tôm vẫn còn y nguyên luôn, tôm vẫn còn sống luôn. Không làm gì chuyện như thằng thánh vậy. Cái ngạch nó là nằm trên đầu. Đúng rồi. Mình phải cắt cái đầu nó ra. Đúng rồi. Thì con tôm mà cắt cái đầu, cái con gì mà cắt cái đầu còn sống nó nghe coi. Giống như con gấu làm hút mật thôi. Chích hút ra nè. Đúng rồi, chích hút ra thôi, gấu vẫn còn sống. Vậy cái này mình cũng phải chích ra hả? Chích ra. Ê, nhưng mà cái tôm này lát nữa tôi với ông chia đôi á. Biết rồi nha. Ok, ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người cách lấy ngạch tôm ra mà con tôm vẫn còn sống nha. Ngạch tôm mà còn sống hả? Ừ. Sao mà sống được, tôi nghĩ vô lý chứ. Tí anh lấy ngạch ra, anh đụng vô con tôm, cái chân là vẫn còn ngoan ngoãy là nó còn sống. Còn nó chết là do anh bỏ, bà chết là điều dĩ nhiên rồi. À, rồi, ok. À, ok. Đơn giản thôi. Bây giờ nha, anh cầm con tôm lên. Tôm sống nha. Rồi, chân còn ngoan ngoãy nè. À, còn sống. Rồi, ok. Anh à. Anh bẻ, anh bóp ra. Bẻ đâu? Một tay cầm này. Đó, nó đập. Ừ. Bẻ xuống bóp ra. Bẻ nào? Đó, bẻ xuống. Bẻ đập ra xuống hả? Ừ. Đó. Bóp. Đi. Cái này phải cái ngạch không? Đó. Rồi cầm giật ra. Xong. Đù, cái còn nguyên nè, cái ngạch nó còn nguyên nè. Cái còn nguyên mà. Con tôm sống không? Còn sống mà, kêu nó chết. Chết nè. Chúng bạn nguyên vậy nè. Còn sống. Lát nó chết. Để lát phải chết rồi. À. Ừ. Phải đơn giản mày thôi. Đó, bẻ ra. Ồ, ê. Vậy tính sao ra bà này bà sang hay bà sợ giơ tay ta. Tiếp tục đúng không? Ừ. Bẻ ra. Bẻ cập. Bóp. Nó xì nước được đúng không? Ừ. Rồi mình bóp mấy miếng này đẩy xuống đúng không? Đúng rồi. Hình như cái này cái ngạch này nó không có. Con này không có ngạch. Cũng có ít thôi. Con này không có. Có ít á. Kéo ra đúng không? Ừ. Ừ, lấy luôn ruột ra luôn đó. Ồ, vậy nó còn cho ba ăn ruột cũng đi. Ừ, không cho sao đâu. Ăn ruột cũng đi. Kích cắt nó ra rau mà lôi. Con này lấy chưa? Con lấy rồi, vẫn còn sống đó. Chưa nguyên mấy nè, thì em kêu tôi vẫn còn sống mà. À. Con này còn sống. Con này đúng không? Ừ. Tiếp tục nha. Bẻ là nghe thấy nước bắn ra là đó, đó đúng rồi đó. Lấy tay bóp. Tột ra sẽ lòi đáy cục này. Ê, nhưng mà rút mà... ra ruột luôn á. Vô cái này ăn sinh lý hơi bị dữ cái thằng này. Ừ. Đó, bỏ vô bóp. Bóp nhẹ nhàng á. Đó, chứ mình kiểu mình làm nhẹ nhàng ra khỏi bể thôi. Thực rất là nhẹ nhàng đó, kéo ra. Đó, anh cứ làm đi, để em đi mua bia. Cái gì? Em đi mua bia. Thì anh biết rồi đó, bây giờ cần gì đâu mà hướng dẫn nữa. Vậy thôi mà, giờ em đi mua bia. Bia làm gì nhậu không thận? Đi nhậu đúng rồi. Nhưng mà có mồi đâu nhậu. Tôm nè. Tôm này của người ta. Nhưng mà anh nói sướng cười kìa. Nhưng mà gì của người ta. Bả nhờ gì, nhờ tôi thì anh thì lấy này ra cho bả rồi nè.
đúng không? Không, thì tôm bà cho thì mình đi mua bia mình nhậu. Có nghĩa là mình phải đem tôm và cái này cầm ra cho bà để bà kiểm chứng là có mất cái miếng ngạch nào không, nghĩa là một con ngạch đúng không? Ừ. Là thử là bà đem ra cho bà coi, bà kiểm chứng xong nếu mà đúng hoặc là bị này nọ, nếu mà nó không bể, cái này bể là chắc chắn bà không cho nè. Nó phải như vậy nè bà mới cho, còn nó bể vậy là không có cho đâu. Đó bà nói vậy đó. Đúng thật cái bà này. Anh không nói sớm mà nãy mà bắt kêu mang ra. Em này tương hốc được. À, ăn được. Tính ra bà mới không bà ăn. Bà nhiều mà bà khó khăn lắm. Thôi bây giờ vậy để tôi bưng đem ra ngoài đó cái tôi làm cho bà coi luôn. Để khỏi mất cái vấn đề gì hết nè. À, khỏi bị kiện cáo luôn nghe chưa? Thôi nói sớm khỏi chỉ luôn. Rồi.